Truyền thuyết kể rằng, xưa kia, Ngọc Hoàng cho phép các tiên nữ xuống hạ giới vãn cảnh ở xứ Mường Hung. Khi tới thôn Xéo Bờ Hồ, các tiên nữ thấy đồng bào dao đỏ có bộ trang phục đẹp mắt nên đã dạy cho bà con ở đây chế tác thêm các sản phẩm bạc trắng, trang điểm cho bộ y phục được lộng lẫy hơn. Từ đó, đồng bào dao đỏ ở Lào Cai có nghề làm bạc trắng, hay còn gọi là bạc tiên nữ. Đến Xéo Bờ Hồ, Mường Hung, Bát Sát, Lào Cai, hỏi đến bạc tiên nữ, không ai là không biết. Đó chính là bạc trắng, thứ đã gắn bó lâu đời và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa, kinh tế của người dao đỏ. Bạc còn là sự khẳng định vị thế của chủ nhân trong cộng đồng, xã hội. Không chỉ dùng bằng đồng bạc, bạc nén hay bạc thỏi, mà bạc trắng còn được các nghệ nhân chế tác thành những sản phẩm khác hết sức tinh tế và đẹp mắt, thường được dùng vào những dịp quan trọng. Sắp đến ngày đẹp, hợp với dòng họ Tần, hôm nay ông Thàng, bà Mẩy đã chuẩn bị sẵn lễ vật để đi hỏi vợ cho con trai út trong gia đình. Những chiếc vòng bạc tiên nữ này không thể thiếu trong nghi lễ cưới hỏi của người Dao. Để tiến tới tổ chức hôn lễ thì nhà trai phải chuẩn bị nhiều thứ và các bước theo phong tục. Trong đó phải có một vật làm tín với bên nhà gái, đó là đôi vòng bạc trắng. Vòng này có thể là của hồi môn do cha ông để lại, nếu không thì gia đình phải tới đặt nghệ nhân làm mới. Người dao đỏ chúng tôi rất quý bạc trắng, nhà nào cũng phải luôn chú ý tích trữ để khi cần là có ngay. Chỉ có người giàu sang phú quý mới cất giữ được nhiều bạc. Bạc trắng được dùng thường xuyên trong cuộc sống, từ trao đổi mua bán hàng hóa cho tới các lễ cúng. Thậm chí kể cả người về với tổ tiên cũng có bạc mang theo. Theo đồng bào, các gia đình luôn cần phải cất giữ bạc để sau này cưới vợ gả chồng cho con cái, có bạc để phòng khi già ốm. Người dao đỏ cho rằng những người giàu có trong cộng đồng lại không phải là người nhiều vàng, nhiều trâu bò, nhiều ruộng đất, mà là những người có nhiều bạc. Mỗi gia đình đều có vài ba bộ trang sức bằng bạc. Đặc biệt, trên trang phục của người dao đỏ đều mang một nét đẹp rất riêng, rất sang trọng và quý phái theo phong cách rất vùng cao. Đó là những bộ trang phục đều có đính những trang sức bằng bạc cầu kỳ, đặc biệt là những quả chuông bạc nhỏ xinh xắn trên áo, mũ và cả trên các vòng tay, vòng cổ bạc hay khuy áo trên trang phục thiếu nữ dao đỏ nơi đây. Đồ trang sức bạc làm cho bộ trang phục thêm đẹp, thể hiện đẳng cấp và khả năng kinh tế của mỗi gia đình người Dao. Ngoài ra, theo quan niệm của người Dao, bạc còn giúp tránh cảm, tránh bệnh tật. Bạc trắng được người Dao quý là vậy, nhưng khi bà con trong bản cần thì người có sẽ để lại không nặng nề lãi lời. Bạc trắng đã trở thành vật gắn kết dòng tộc, xóm giềng. Ủa, phải dẻo à? Nhà y tài mạng nhũ vừa ta nhàn chẳng có nhục cả nó hăng hải nha. Ồ, sợ ta nhỏ hăng nhục, kịp tiếp mà. Bạc trắng đã quý, việc chế tác lại càng công phu và khó hơn rất nhiều. Điều đó càng làm tăng giá trị của bạc tiên nữ xứ Mường Hung. Việc chế tác bạc đòi hỏi người làm phải có cái tâm sáng, kiên trì nhẫn nại thì mới có thể làm ra những sản phẩm tinh tế. Để có được những sản phẩm độc đáo tinh xảo này thì các nghệ nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy chuẩn từ khâu chọn nguyên liệu tới chế tác. Đây là những công cụ đặc trưng nhất cho nghề bạc của các nghệ nhân. Trông rất thô sơ, thế nhưng qua các khâu hoàn bằng thủ công thì lại cho ra những kiệt tác để đời. Cho dù công nghệ hiện đại cũng không thể thay thế được nghề thủ công này. Hiện nay, do nguồn bạc tại các hộ gia đình ít dần, nên muốn chế tác thì các nghệ nhân phải đi mua bạc thỏi, bạc bi về để chế theo tiêu chuẩn.
Tất cả những sản phẩm bạc của người Dao Đỏ đều phải nguyên chất, như vậy mới có đủ độ dẻo trong khi chạm khắc và sản phẩm càng dùng càng sáng bóng, bền đẹp. Những hoa văn họa tiết trên các sản phẩm thể hiện rõ đức tính kiên trì, sự thông minh khéo léo, óc sáng tạo của những nghệ nhân chạm khắc bạc ở Xéo Bờ Hồ. Chú ơi, nghề chạm khắc bạc này có vất vả không hả chú? Nghề bạc này gian truân lắm cháu ạ. Yêu cầu đầu tiên là rèn được tính kiên trì, không nóng nảy. Hay là không được uống nhiều rượu, uống nhiều chân tay sẽ run, mắt sẽ kém, nên không làm được. Bản thân tôi trước kia khi mới làm do chưa có kinh nghiệm, có nhiều lúc nóng nảy đã quẳng hết đồ ra sân, tính sẽ không làm nữa. Thế nhưng khi tĩnh tâm thì lại thu dọn vào tiếp tục với công việc, làm đi làm lại cuối cùng cũng thành công. Để có được tay nghề như hôm nay, tôi cũng đã trải qua nhiều thăng trầm lắm. Suy cho cùng, cái nghề này đã vận vào thân mình rồi, không thể bỏ được. Tôi thường xuyên duy trì và luôn tận tình chỉ bảo những ai có cái tâm muốn học nghề. Chú ơi, thế sợi dây sản tích này thì làm có khó không ạ? Và làm trong bao lâu? Khó lắm đấy. Bây giờ tôi sẽ làm cho cô xem nhé. Xem này, bây giờ sẽ luồn từng chiếc vòng này vào với nhau. Phải làm từ từ chứ không thể làm nhanh và sốt ruột được. Vậy thợ mới có làm được không ạ? Không, người mới vào nghề không thể làm được mà phải làm từ cái đơn giản trước, sau đó mới làm được cái khó hơn. Đây, sợi dây này dùng để đính lên chiếc khăn đội đầu của phụ nữ, phải làm mất một ngày mới xong. Chú ơi, sao nó lại bị cong như thế này ạ? Không sao đâu, tí nữa mình chỉnh lại nó sẽ phẳng và đẹp thôi. Thế mỗi đoạn này mình phải tính như thế nào ạ? Mỗi đoạn này mình phải đếm từng cái vòng nhỏ, dài thì dùng nhiều, ngắn thì ít. Đây, muốn đan được nhanh, đẹp, mình phải có điểm tì tốt, không thì khó làm lắm. Trong nhà chú thì có nhiều người biết làm bạc này không? Chỉ cần trong nhà có người biết làm tốt thì sẽ dạy cho nhau cách làm được. Nếu cháu mà chịu khó học, chỉ cần ở đây một thời gian thì cũng sẽ làm được. Nhưng phải chịu khó học, còn lười thì khó đấy. Ở đây như vậy là ta đã hoàn thành được sợi dây này. Tiếp theo sẽ cắt và đính vào những chiếc chuông. Bộ chuông này nếu như tập trung làm nhanh thì mỗi ngày làm được 10 bộ. Nếu như có dây sẵn thì mỗi ngày làm được khoảng 20 bộ. Nếu như cháu muốn học nghề thì tôi sẵn sàng dạy luôn. Đây là bạc nguyên chất đấy. Khi làm xong thì nó đen, ta phải qua một khâu đun rửa nữa thì mới trắng đẹp như thế này. Chú đưa cháu xem được không ạ? Bước đầu, bạc được nung chảy rồi đổ vào khuôn đúc thành bạc thanh, sau đó dùng theo ý đồ. Chỉ riêng dây xà tích cũng đã thể hiện được sự cầu kỳ của nghề làm bạc. Từ bạc thỏi tạo thành thanh bạc và kéo dần nhỏ xíu như sợi dây cước. Sau đó cắt thành từng đoạn nhỏ rồi tạo thành những vòng tròn và được gắn lại với nhau. Một trong những chi tiết khó nhất là làm các mối hàn. Do vậy, khi các nghệ nhân đi học nghề, được thầy truyền nghề đặc biệt tới khâu này. Tôi làm nghề này đã lâu, nghề này tuy vất vả nhưng vui, vì nó là nghề cha ông truyền lại từ đời này qua đời khác. Ban đầu tôi chỉ tự làm để dùng, dần dần thấy có nhiều người tới nhờ làm, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ. Cũng đã có nhiều người trong thôn tới học nghề của tôi, và họ đều trở thành những người thợ giỏi. Ngoài học những điều căn bản, sự kiên trì tỉ mỉ của người thợ bạc Sa, thì người được chuyên nghề còn cần phải học thêm những bí quyết riêng thì mới có thể hàn được các mối hàn như ý. Đặc biệt nhất, các sản phẩm bạc của người Dao nói chung không dùng khuôn đúc mà hoàn toàn chạm trổ hoa văn bằng tay. Bộ cúc áo và chùm chuông nhỏ gắn lên bộ y phục của chị em phụ nữ đều có đường nét hoa văn tinh xảo riêng biệt. Đối với trang sức cho bộ đồ nam giới thì đơn giản hơn nhưng cũng không kém phần tinh tế. Nghề chạm khắc bạc của người Dao Đỏ được bí truyền từ nhiều thế hệ và được các thợ bạc thực hiện quanh năm, nhưng nhiều nhất là khi vào nông nhàn từ khoảng tháng 7 âm lịch trở đi và ít dần sau Tết Nguyên Đán khi vào vụ sản xuất mới.
Người Dao Đỏ quan niệm chỉ có bạc trắng mới đem lại sự may mắn, giàu sang, phú quý mà các kim loại khác không thể thay thế được. Từ xa xưa, trong mỗi gia đình dân tộc Dao đều tích trữ bạc. Bạc là tài sản có giá trị duy nhất trong đời sống. Dù có nhà cao, cửa rộng, thóc lúa đầy bồ, trâu bò đầy chuồng, nhưng không có bạc trắng trong nhà thì vẫn không được coi là nhà giàu có. Sản phẩm bằng bạc của người Dao Đỏ rất phong phú, đa dạng. Trong đó phải kể đến trang sức dùng cho bộ y phục của chị em phụ nữ Dao Đỏ mang đậm chất riêng biệt. Ngoài đường nét thêu thùa cầu kỳ, còn được gắn thêm các sản phẩm bạc được tạo ra từ những bàn tay khéo léo, càng trở nên lung linh, lộng lẫy hơn. Có lẽ các tiên nữ từ truyền thuyết đã ưu ái cho chị em phụ nữ Dao Đỏ ở mảnh đất này. Này rồi, coi mày tăng vừa chỗ tại vừa ta tại... Chúng tôi rất tự hào về bộ trang phục truyền thống này. Nghe các cụ kể rằng đây là do ngày xưa con gái của Ngọc Hoàng xuống dạy người dân làm bạc gắn vào nên mới có được bộ quần áo đẹp như thế này. Chúng tôi sẽ còn lưu giữ những bộ quần áo và nghề chạm khắc bạc cho muôn đời sau. Có lẽ do được các tiên nữ dạy bảo nên sản phẩm bạc ở đây tinh xảo, bên đẹp, đậm chất nghệ thuật. Vì thế, bạc tiên nữ Xéo Bờ Hồ ngày càng được nhiều người biết tới và đánh giá cao. Sản phẩm bạc của Xéo Bờ Hồ hiện nay đã trở thành hàng hóa cung cấp cho thị trường, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con. Khi sản phẩm đã trở thành hàng hóa đem lại thu nhập cho các gia đình, thì người đàn ông chịu trách nhiệm chính trong việc sản xuất, còn chị em phụ nữ là người đem bạc đi bày bán. Chợ phiên Bát Sát luôn có mặt chị em phụ nữ đem sản phẩm bạc tới trao đổi, mua bán. Do chất lượng và độ nghệ thuật đạt tới đỉnh cao, nên tiếng lành đồn xa, có nhiều người ở tận các tỉnh bạn xa xôi cũng tới đây mua và đặt hàng theo yêu cầu. Và người dân ở nơi đây cũng đem bạc đến các chợ phiên của tỉnh bạn để giới thiệu. Phiên chợ nào tôi cũng có mặt ở đây, hàng ngày bán chạy lắm, đi từ nhà lúc khoảng 6 giờ sáng, đến khoảng 8 giờ đến 9 giờ thì đã bán hết rồi. Như nhà tôi là làm không đủ bán vì phải mất nhiều thời gian để làm. Đầu tuần làm này, cuối tuần bán, hết lại đi mua bạc về làm tiếp. Mỗi phiên chợ thì tôi bán được khoảng 15 triệu, phiên nào cao thì được khoảng 18 triệu đồng. Hầu hết sản phẩm bạc của Xéo Bờ Hồ làm ra tới đâu đều tiêu thụ được tới đó, nhiều khi không còn hàng để bán. Chỉ tính riêng mỗi phiên chợ Mường Hung vào ngày Chủ nhật hàng tuần đã có lượng lớn sản phẩm bạc được bán ra, phục vụ khách hàng xa gần. Có nhiều người ở xa như các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La cũng tìm về mua sản phẩm. Nhờ có bàn tay khéo léo, lại thêm đức tính cần cù, chịu khó, nên các nghệ nhân Xéo Bờ Hồ tạo ra những sản phẩm được nhiều người ưa thích và đánh giá cao. Tôi nghe nói đồ bạc trắng ở đây rất đẹp nên tôi đã quyết định tới đây tìm mua. Quả thật đúng như lời giới thiệu, bạc ở đây là bạc nguyên chất nên rất đẹp, sáng bóng và có độ dẻo cao. Hôm nay tôi đến đây mua bộ trang sức về để đón dâu. Vì là người cùng huyện nên tôi biết rõ chất lượng sản phẩm bạc của người Xéo Bờ Hồ làm như thế nào rồi. Cứ khi nào có việc cần dùng tôi lại đến đây tìm mua. Tôi chỉ dùng mỗi bạc ở đây thôi, chỗ khác tôi không dùng. Xéo Bờ Hồ đã trở thành địa chỉ đỏ cho những người yêu thích sản phẩm bạc trắng. Điều này đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho nghề bạc ngày càng phát triển bền vững, vừa phát huy yếu tố truyền thống dân tộc, vừa nâng cao được cuộc sống của người dân. Thấy nghề bạc đem tới thu nhập ổn định, nhiều người trước đây bỏ quê hương đi làm ăn ở xa, nay đã về theo học nghề. Đây là tín hiệu mừng cho nghề truyền thống đã có thời kỳ bị lãng quên. Thôn Xéo Bờ Hồ, xã Mường Hung, huyện Bát Sát giờ đã được nhà nước công nhận là làng nghề truyền thống và có những chính sách cụ thể để hỗ trợ hợp lý cho bà con phát triển nghề. Hiện nay, toàn thôn có khoảng 15 hộ duy trì thường xuyên. Nghệ nhân nơi đây luôn lấy chữ tín, chữ tài làm trọng, giữ gìn phẩm chất lương tâm người thợ, giữ gìn tinh hoa nghề nghiệp và tinh hoa làng nghề. Nhiều gia đình, thợ bạc làm nghề không phải để mưu sinh mà vì sự bảo tồn vốn cổ. Về phía tỉnh Lào Cai cũng đã đặc biệt quan tâm đầu tư cho làng nghề Xéo Bờ Hồ về cơ chế, chính sách, cũng như có những hỗ trợ khuyến khích cụ thể, đầu tư về cơ sở hạ tầng để nâng tầm làng nghề gắn với du lịch theo nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh. Đối với những hộ gia đình thường xuyên duy trì sản xuất và có sản phẩm đạt chất lượng cao, bước đầu đã được hỗ trợ mua máy cán bạc để việc sản xuất đạt chất lượng và sản lượng được cao hơn. Tuy nhiên, so với những người mới lập nghiệp hoặc mới bước vào nghề thì cũng gặp không ít khó khăn và có những mong muốn hết sức chính đáng.
Chế tác bạc là nghề khó, tuy nhiên thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay cũng đã nhận thức rõ về giá trị của nó, nên đã cố gắng duy trì. Tôi mong là nhà nước hỗ trợ chúng tôi cho vay vốn với lãi suất thấp để có thể mua bạc nguyên liệu về làm, đặc biệt là giúp chúng tôi quảng bá sản phẩm và có đầu ra ổn định. Người dân chúng tôi không phải đi bán rong tại các phiên chợ nữa. Phía bà con ở Xéo Bờ Hồ cũng đang nỗ lực để nghề truyền thống không bị mất đi và biến tấu trong thời buổi kinh tế thị trường, từng bước tạo nên những sản phẩm có giá trị nghệ thuật cao. Một trong những yếu tố quan trọng đó là việc giáo dục cho thế hệ trẻ ngày hôm nay luôn biết trân trọng những gì cha ông ta để lại và tự nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn, phát huy nghề truyền thống. Do vậy, ngoài duy trì trong việc cha truyền con nối, học hỏi lẫn nhau trong dòng họ, thì Xéo Bờ Hồ đã mở được những lớp học chuyên về chạm khắc bạc. Lớp học không bắt buộc nhưng thu hút sự chú ý đặc biệt của lớp trẻ. Thay vì đi làm thuê khi nông nhàn thì hiện nay đều ở nhà học và làm nghề. Thực tế cho thấy, ngoài việc phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc ra, còn tạo thu nhập ổn định cho người dân. Chúng tôi cũng xác định là mỗi dân tộc cũng như là mỗi vùng thì cũng đều có một dấu ấn, một đặc sản mang dấu ấn văn hóa của tộc người. Chính vì vậy, thì huyện Bát Sát đã xây dựng đề án phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc của huyện Bát Sát giai đoạn 2016-2020. Và trong đề án thì chúng tôi cũng xác định rằng là xã Mường Hum là một cái điểm du lịch trung tâm và then chốt của huyện Bát Sát. Chính vì vậy thì trong cái thời gian tới này thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai tốt các mục tiêu, các nội dung của đề án này và để đẩy mạnh hơn nữa cái công tác tuyên truyền để nâng cao được cái vai trò, cái trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp và trách nhiệm của cộng đồng, của nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy các bản sắc văn hóa của dân tộc. Từ truyền thuyết về các tiên nữ dạy nghề làm bạc để đính lên y phục phụ nữ dao đỏ, đến thực tế gìn giữ, bảo tồn nghề bạc của đồng bào Dao ở Bát Sát đã cho thấy những nỗ lực của người dân cũng như chính quyền trong việc bảo tồn nghề bạc, góp phần làm đậm đà bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống kinh tế cho đồng bào Dao đỏ nơi đây. Để bạc tiên nữ không chỉ là câu chuyện truyền thuyết lưu truyền qua lời kể, mà đã ăn sâu vào cuộc sống người Dao đỏ một cách thiết thực nhất.